Hello, Ngợi xin chào đại gia đình nha. Hôm nay thì Ngợi sẽ hướng dẫn cho gia đình chúng ta cái động tác rất là hay luôn. Ở trong thể hình á, thì người ta có hai cái động tác mà nó khó nhất và khó nhì. Động tác thứ nhất là động tác deadlift, rất là nặng luôn với rất là nhiều trọng lượng tạ ha. Động tác thứ hai nó mang tên là động tác squat. Tại vì sao hai động tác này nó khó? Bởi vì trong cùng một thời gian á, nó có rất là nhiều, hầu như là tất cả các nhóm cơ trong cơ thể đều hoạt động, cho nên là nó rất là khó. Bởi vì khi mà nhiều cái nhóm cơ nó hoạt động cùng một lúc như vậy á, thì chắc chắn là cơ thể chúng ta nó phải huy động tất cả các cái dinh dưỡng này kia, đúng không ạ? Và nó tốn rất là nhiều năng lượng luôn, cho nên là hai động tác này rất là khó ha. Như vậy thì ngày hôm nay Ngợi sẽ hướng dẫn cho gia đình chúng ta động tác khó thứ hai trong thể hình, đó là động tác squat. Đầu tiên á, là ở động tác squat này nè, là chúng ta phải đứng hai chân có thể dang rộng bằng vai ha, hoặc là nhỏ hơn vai một chút cũng được, hoặc là rộng hơn vai một chút. Nhưng mà Ngợi đang hướng dẫn ở đây là gì? Là tối ưu nhất cái nhóm cơ mà chúng ta mong muốn. Cho nên là thứ nhất là hai chân chúng ta nên dang rộng bằng vai là hợp lý nhất, được không ạ? Tiếp theo, cái mũi chân của mình á, gia đình chúng ta để ý ha, cái mũi chân của mình á là so với cái phương thẳng đứng như thế này nè, thì cái mũi chân của chúng ta nên stretch so với cái phương thẳng đứng là từ 5 cho tới 10 độ. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái cấu tạo tự nhiên của cái khớp cổ chân. Cho nên là chúng ta để tối ưu á, để giảm cái sự mà vặn xoắn trong khi mà chúng ta thực hiện động tác á, thì cái mũi chân của chúng ta nó có thể chắc ra bên ngoài so với phương thẳng đứng từ 5 cho tới 10 độ. Đương nhiên là cấu tạo cái khớp của chúng ta nó không có giống nhau, nhưng mà đa số là như thế, được không ạ? Thêm một cái lỗi nữa trong cái động tác squat này để chúng ta lưu ý giùm cho Ngợi ha, là khi mà chúng ta gập người xuống thì cái đầu gối này nè, nó nhất định nó phải đi theo cái mũi chân. Tại vì sao? Bây giờ mình tưởng tượng nè, cái mũi chân nằm ở đây đúng không, mà cái gối nằm ở đây, cái mũi chân nó xoay ra bên ngoài mà cái gối nó xoay bên trong này, tức là cái chân của chúng ta đang bị gì ạ? Đang bẻ xoắn đi đó. Như vậy thì khi mà chúng ta xuống với một cái trọng lượng rất lớn á, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chấn thương luôn. Cho nên gia đình chúng ta lưu ý nè, khi chúng ta xuống á, là cái gối này nó phải đi theo cái mũi chân, nhớ nha, không được chụp vào trong như thế này, hoặc là không được xoay ra bên ngoài này. Cái mũi chân của mình á, nó đi đâu? Nó mở ra ngoài rồi, đúng không? Chúng ta xuống thì ra ngoài, nếu mà nó mở vào trong thì chúng ta đi theo trong đó. Gia đình chúng ta lưu ý giùm cho Ngợi ha. Đây, như vậy thì nói tới đâu Ngợi sẽ hướng dẫn gia đình chúng ta tới đó để chúng ta dễ hình dung nhất ha. Rồi đây, Ngợi xoay ngang này, sau khi là Ngợi mở rộng hai chân ngang rộng bằng vai, mũi chân của Ngợi stretch ra ngoài 5 độ so với phương thẳng đứng ha, thì gia đình chúng ta để ý nè, khi Ngợi di chuyển xuống nè, đầu tiên là Ngợi không di chuyển đến khớp gối trước đâu ha, mà Ngợi di chuyển đến khớp hông đây, thấy không ạ? Và khi Ngợi hạ cái khớp hông của Ngợi xuống đó, thì khớp gối nó sẽ trùng theo từ từ. Đây, lưng của Ngợi là thẳng đó, như thế này ha. Thì ở đây á, cái lỗi mà rất là nhiều người hay gặp phải là gì ạ? Đó là chúng ta bị gù lưng đó. Đây, chúng ta lưu ý cho Ngợi ha, lưng chúng ta phải thẳng. Và cái lỗi thứ hai mà rất là nhiều người hay hỏi Ngợi, đó là tại sao em nghe nói, chị nghe nói, anh nghe nói là khi chúng ta squat xuống á, thì cái khớp gối này nè, nó không nên vượt quá cái mũi chân có vượt được hay không? Thì Ngợi cũng xin trả lời thẳng luôn ha, khi mà chúng ta học về cái cấu tạo khớp gối á, thì chúng ta sẽ hiểu nè, đây là cái xương bánh chè nè ha, từ cái xương bánh chè này lên cái xương đùi, và từ cái xương bánh chè này xuống cái xương trụ như thế này nè, nó có những cọng gân, nó kết nối từ đây lên đây, từ đây xuống đây. Như vậy thì cái cọng gân này nè, nó là những cọng collagen, nó có sự đàn hồi, tuy nhiên là đàn hồi trong cái giới hạn cho phép. Như vậy thì khi mà chúng ta xuống như thế này đúng không, cái khớp gối chúng ta này đưa về trước càng nhiều, thì có phải là hai cái cọng gân này nè, hai cái cọng dây chằng này nè, nó càng ngày càng giãn ra và kéo rất là căng. Như vậy thì gia đình chúng ta tưởng tượng là khi chúng ta gánh tạ rất là nặng nè, rồi chúng ta đưa cái này xuống nè, thì có phải là cái áp lực lên cái đầu gối này nó rất là lớn đúng không? Cái áp lực lên hai cái cọng dây chằng này rất là lớn đúng không? Như vậy thì để hạn chế cái áp lực lên cái cọng dây chằng này nó bắn ra như thế này nè, thì chúng ta đưa cái mông mình về sau, và cái khớp gối này không nên vượt quá cái mũi chân. Đấy, gia đình chúng ta thấy ít không? Thay vì như thế này nó rất là nhiều đúng không? Nó căng ra thì rất là dễ bị đứt đó. Như vậy là cái câu trả lời của Ngợi cho cái động tác này là nếu như mà chúng ta để hạn chế những cái rủi ro mà chúng ta không mong muốn tới khớp gối của mình á, thì cái khớp gối của chúng ta không nên vượt quá cái mũi chân để giảm cái áp lực lên những cái dây chằng ở đây ha. Còn trường hợp là có rất là nhiều người vẫn muốn, không sao hết, vẫn được ha, nhưng mà cái rủi ro nó sẽ lớn hơn. Như vậy thì cái lời khuyên của Ngợi ở đây là gì ạ? Chúng ta nỗ lực, chúng ta làm cái thực hiện động tác cho nó đúng kỹ thuật, như vậy thì nó sẽ giảm thiểu những cái chấn thương mà chúng ta không mong muốn nào. Đó, đầu tiên nè, đây, đưa cái mông của Ngợi ra sau nè, không, hạ người từ từ, lưng thẳng, gối không vượt quá mũi chân, không? Như vậy thì trường hợp như thế này được không nè? Đây, cái
Tại vì sao gia đình biết không? Tại sao cái người của vợ đi thế này biết không? Tại vì cái khớp cổ chân của mình á, nó không có linh hoạt, mình không đưa cái chân mình về trước được. Như vậy thì nó như thế này. Còn nếu mà mình không đưa như thế này á, thì người mình nó sẽ bị té về phía sau. Đó. Cho nên á, trong tập tạ đó có rất là nhiều người á, người ta sẽ nghĩ ra một cái phương án, đó là chúng ta lấy cái bánh tạ đó chúng ta để trên mặt đất, rồi sau đó chúng ta đứng lên. Như vậy thì cái chân của mình nó sẽ bị kiễng lên như thế này nè, thấy không? Như vậy thì khi mình xuống nè, xuống mà xuống như thế này, thì cái này nè, cái cổ chân mình nó đưa về trước được, thì cái người mình nó đưa ra sau và mình sẽ không bị té ra phía sau. Đó, cho nên gia đình chúng ta lưu ý giùm cho Ngợi ha. Rồi, mình thực hiện lại một lần nữa nè. Hai chân chúng ta dang rộng bằng vai, mũi chân xuất ra ngoài từ 5 cho tới 10 độ so với phương thẳng đứng. Rồi, bắt đầu chúng ta di chuyển xuống nè. Đưa hai tay về trước để giữ thăng bằng ha. Xuống từ khớp hông thẳng cho tới khi nào cái đùi của mình á, nó song song với mặt đất thì chúng ta dừng lại ha. Rồi, đây để xoay ngang để gia đình chúng ta hình dung ha. Đây, đưa hai tay về trước để giữ thăng bằng nè. Đưa cái mông ra sau, hạ người xuống từ từ ha. Gối không vượt quá mũi chân, lưng thẳng đứng, được chưa? Đó, đây ha. Rồi, như vậy thì cái động tác hít thở ở cái động tác squat này nó rất là quan trọng luôn ha. Thì nhân tiện đây người sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để chúng ta hít thở trong cái động tác squat ha. Đầu tiên là chúng ta đứng vào đúng vị trí rồi đúng không? Đưa hai tay trước đúng không? Hít nè, hít một hơi thật đầy cái bụng mình ha, và nén hơi lại. Và khi chúng ta lên hết trở về vị trí cũ á, thì chúng ta mới thở ra. Nó giống như là chúng ta lặn này dưới nước á, không? Đang ở trong cái quá trình mà chúng ta lặn á, mà chúng ta thở ra, lại có thể chúng ta sẽ nằm lại ở dưới cái núi nước luôn. Lưu ý cho mọi người hàng đây, hít vào thật sâu này, hít vào căng cái bụng lên nha, đừng hít vào ngực nha, hít vào cái bụng nè, căng cái bụng lên. Rồi nén hơi lại xuống. Được chưa? Đó, như thế này ha. Nén hơi lên hết. 1 lên. Nhớ là lên hết rồi mới thở ra nha. Đừng có vậy nha, xuống hít 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 gì đúng không? Lên. Là tiêu, được không ạ? À? Đây, xuống hít vào. Nén hơi. Lên hết. Thở ra. Đó. Đó là cái cách mà chúng ta thực hiện cái động tác squat đúng kỹ thuật và hạn chế tất cả những cái rủi ro mà chúng ta không mong muốn để chúng ta đạt được một cái kết quả mà chúng ta mong chờ. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại gia đình chúng ta trong video clip tiếp theo nha.